Ngày 11 tháng 11, chị Nguyễn Thị Tuyên, 32 tuổi, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đang trên đường đi làm thì nhặt được túi nhỏ chứa dây chuyền khâu vàng nằm bên vệ đường đoạn qua địa bàn xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Số vàng trên sau đó được xác định là của ông Trần Ẩn, 59 tuổi, trú phường 1, thành phố Đông Hà đánh rơi. Khi ông Ẩn đang di chuyển từ thị trấn Lao Bảo về nhà, túi đồ trong đó có 7 chỉ vàng được buộc phía sau xe không may bị rơi mất. Được biết đây là số vàng ông dành dụm được sau nhiều năm kinh doanh ở Lao Bảo, đem về để chuẩn bị làm đám cưới cho con trai. Đến chiều tối cùng ngày, sau khi tìm được người đánh rơi, chị Tuyên đã liên hệ và tận tay trao trả lại 7 chỉ vàng và túi đồ cho ông Ẩn. Chị Tuyên là công nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đau ốm và có 2 con nhỏ, nên chị là lao động chính trong gia đình. Để biểu dương hành động đẹp của chị Tuyên, ngày 12 tháng 11, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã tuyên dương và thưởng nóng 20 triệu đồng vì có nghĩa cử cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.